bọn em thì không đi cùng vào một lần với đội mà vào tự túc sau đội vài ngày. Bọn em đã sắp xếp việc học ở nhà để có thể đồng hành cùng đội ở đây. Thầy cô ở nhà thì cũng rất là cổ vũ bọn em, đồng hành cùng bọn em khi mà vào đây chiến đấu cùng đội. Và em nghĩ là sự hiện diện của bọn em ngày hôm nay là một sự cổ vũ tinh thần cho đội bóng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là bốn nữ sinh xinh đẹp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khi biết tin đội tuyển của trường tham gia vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Đờ Măng Đen lần 1 năm 2023 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, cả nhóm đã tự bỏ tiền mua vé máy bay từ Hà Nội vào để trực tiếp theo dõi cổ vũ các trận đấu. Chiều ngày 13 tháng 3 năm 2023, trong trận đấu giữa đội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và đội Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, bốn nữ sinh đã chuẩn bị cờ trống và liên tục hô vang để tiếp lửa cho các cầu thủ đội nhà. Tiền vé máy bay thì bọn em là tự bỏ ra, bởi vì em cũng đã từng đồng hành với đội ở giải đấu 7 người Nha Trang rồi. Em nghĩ là chuyện tài chính thì không quan trọng, quan trọng là mình có thể là một cái động lực cho các đội cầu thủ. Còn về việc ăn ở thì bọn em ở khách sạn do ban tổ chức sắp xếp, và đó cũng là một cái sự ủng hộ của ban tổ chức dành cho cổ động viên bọn em cũng như là các cầu thủ ạ. Còn để nói về lý do tại sao mà để em có thể bay vào cùng đây cùng với đội tuyển thì trước hết đã là một người công dân rồi, thì em nghĩ là ai cũng muốn được nhìn thấy các bạn ấy tỏa sáng. Và một điều nữa rằng là đối với bọn em, bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà nó còn là một sự gắn kết, nó là một sân chơi để các bạn trẻ có thể rèn luyện được sức khỏe của mình. Và đó là một môn thể thao mang tính chất hòa bình, hữu nghị. Và em nghĩ là không chỉ trong môi trường học đâu mà còn trong tất cả các doanh nghiệp và sau này nữa, nó chắc chắn sẽ là môn thể thao vua. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, các cầu thủ đội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chơi lấn lướt và có bàn mở tỷ số ở những phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, họ lại để thua đội Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số chung cuộc 2-1. Như mọi người biết thì cái thời tiết miền Bắc lúc này đang là vẫn là mùa đông. Nên là lúc bọn em có vào đây thì bọn em cảm thấy rất là nóng. Mặc dù bọn em vào trước 3 ngày rồi nhưng mà bọn em có vẻ vẫn chưa thích nghi lắm được với thời tiết. Đương nhiên đội không giành chiến thắng thì cảm xúc là buồn rồi. Nhưng mà đội em sẽ bỏ qua trận đấu ngày hôm nay để hướng tới trận đấu sắp tới. Chắc cả đội sẽ làm lại tinh thần từ ngày mai. Có vẻ như là trận ra quân này chưa phải là một cái kết quả khá là vui, nhưng mà em nghĩ là đội bạn là một đội rất là mạnh và có lối chơi rất là hay, cho nên em nghĩ là kết quả ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng cho đội bạn. Và em nghĩ là Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có khởi sắc trong trận đấu tiếp theo, bởi vì qua trận bóng lần này thì các cầu thủ đã có được những cái bài học rất là đáng nhớ cho lối chơi của mình. Qua đây thì em cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đến cả hai đội vì đã đem lại một trận đấu rất là mãn nhãn cho tất cả khán giả, và chúc cho đội tuyển Kinh tế Quốc dân sẽ thực sự cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục đồng hành cùng với giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2023 lần thứ nhất ạ. Ở lượt trận tiếp theo của bảng C, đội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ gặp đội Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Huế vào chiều ngày 16 tháng 3 trên sân vận động Đại học Tôn Đức Thắng.